Xin kính chào quý vị. Đau cổ, đau vai, tê tê cánh tay hay yếu cánh tay có điểm gì chung? Những triệu chứng này có thể là do thoái hóa cột sống cổ và đây là những triệu chứng thường xảy ra với nhiều người, đặc biệt là với người lớn tuổi. Xin chào quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Vintran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Vintran Official. Và đây cũng là kênh duy nhất mà tôi có trên YouTube. Tôi cũng xin nói là tất cả những lời khuyên về sức khỏe của tôi trên kênh YouTube, trên đài truyền hình hay là những trên phương tiện truyền thông khác chỉ có tác dụng gợi ý và tham khảo, và tôi mong rằng quý vị thảo luận trực tiếp với bác sĩ của mình về sức khỏe của mình để tìm ra cách chữa trị tốt nhất. Kính thưa quý vị, chúng ta có 7 đốt sống cổ đánh dấu từ C1 tới C7. Chữ C là viết tắt của cervical spine. Và giữa các xương cổ này là các đĩa đệm. Và các đĩa này có những cái chất mềm giống như là gel bên trong. Thì những cái đĩa này có tác dụng giảm sốc, áp lực, giảm những cái tác động áp lực giữa những cái xương đốt sống cổ chúng ta. Xương cổ và cổ nhìn chung là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể chúng ta. Chắc quý vị cũng biết rồi, tại vì đây là phần chính để đỡ lên phần đầu và chịu rất là nhiều cử động và áp lực từ trên đầu chúng ta. Và cái vùng cổ chúng ta là một trong những vùng quan trọng nhất, tại vì đây là vùng chứa rất là nhiều dây thần kinh. Và những dây thần kinh này ảnh hưởng đến toàn bộ chi trên của chúng ta, bao gồm tai, vai và bàn tay. Vì vậy, những cái tổn thương và dây thần kinh ở vùng cổ dẫn đến những triệu chứng mà tôi mới nói lúc nãy, bao gồm đau cổ, đau tai, đau tê cánh tay, thậm chí bị yếu tay. Thông thường là khi chúng ta còn trẻ, cổ chúng ta khá là linh hoạt, tại vì cái khoảng không gian giữa những cái đĩa của chúng ta nó nhiều hơn. Vì xem một cái mô hình mà đây là những cái xương ở đốt sống cổ chúng ta, thì đây là đốt ở trên cùng C1, C2, C3, C4, C5. Và quý vị cũng có thể thấy là nó có cái lỗ chính, đây là dây thần kinh cột sống chúng ta, và có những cái lỗ nhỏ hai bên. Những cái lỗ này chắc quý vị cũng thấy rồi. Và đây là dây thần kinh nhỏ mà nó lan tỏa ra và nó ảnh hưởng tới những cánh tay chi trên của chúng ta. Theo thời gian thì cái phần đĩa đệm là cái phần màu xanh này, nó khô đi, bớt nước và những cái không gian này nó bị hẹp lại. Và khi nó xẹp xuống rồi thì cái khoảng giữa những cái đốt sống của chúng ta cũng bị hẹp lại. Điều này giải thích vì sao một số bệnh nhân mắc bệnh thoái hóa cột sống cổ hay là thoái hóa đốt sống lưng chẳng hạn. Họ có cảm giác như họ bị lùn đi hoặc là cái dáng họ bị khom lưng. Và khi mà cái không gian giữa những cái đĩa này bị hẹp lại thì cái dây thần kinh đi ra ngoài hai nhánh giống như tôi chỉ quý vị lúc nãy cũng bị chèn lên. Và đây là lý do chính khiến cho chúng ta bị đau hay là bị tê khi mà chúng ta bị thoái hóa cột sống cổ. Nếu như cái phần đĩa như là phần này bị ép giữa hai xương lệch ra ngoài và ép lên dây thần kinh, và nó trong trường hợp đó thường thường nó ép ở phía bên trong này quý vị nhé, tại vì đây là dây thần kinh cột sống chúng ta. Khi nó ép như vậy thì nhìn trên hình ảnh nó giống như là một cái gai, một cái đốm nhỏ ép ra phía sau, và chúng ta hay nghe nói là gai cột sống là như vậy. Tùy vào cái vị trí dây thần kinh bị ép mà bệnh nhân có những triệu chứng khác nhau, như đau cổ, cứng cổ, họ bị tê, thậm chí đau tê cánh tay hoặc là bàn tay. Trong một vài trường hợp thì khối u từ bệnh ung thư khi mà dây căng tới vùng này cũng có thể ép lên dây thần kinh ở những vị trí này, gây ra những cái vị trí cũng tương tự như thoái hóa cột sống cổ hoặc là thoát vị vỉa đệm. Các nghiên cứu cho thấy là đau cổ hoặc là những cái triệu chứng liên quan như thế này thường bắt đầu ở tuổi 40 và tăng dần theo tuổi. Khi chúng ta lớn tuổi thì quý vị cũng tưởng tượng được là cái không gian khoảng giữa những cái địa điểm đó nó bị mòn đi, và thường là đốt
C7 là đốt cuối cùng, là thường bị ảnh hưởng nhiều nhất. Một cái điểm thú vị là đa số những cái triệu chứng của thoái hóa cột sống cổ thì không phải do gai cột sống. Cái này là rất là nhiều người hiểu sai. Chúng ta cứ tưởng là có cái gai ép lên dây thần kinh, nhưng mà thật sự phần lớn á, là những cái triệu chứng là tại vì cái khoảng giữa những cái đĩa chúng ta nó bị hẹp đi, thành ra những cái đốt sống bị lùng lại và hai dây thần kinh đi ra hai bên ngoài nó bị hẹp lại, chứ ít khi nào nó bị gai. Đây là một cái bệnh thường xuyên. Vì vậy khi quý vị đến gặp bác sĩ sẽ cố gắng chuẩn đoán cho bệnh này. Tuy nhiên, không phải lúc nào cái chuẩn đoán bệnh này cũng chính xác. Tại vì do dây thần kinh ở nhiều nơi và cột sống có thể tổn thương bằng nhiều cách, nên các triệu chứng bệnh thoái hóa cột sống thường thường là ít rõ ràng, ngoài những cái triệu chứng tôi nói lúc nãy. Đôi khi chỉ là yếu, đôi khi chỉ là tê một hai triệu chứng thôi, thậm chí là cái cảm giác nó bị thay đổi chút xíu thôi, không tê không yếu mà cái cảm xúc chúng ta, cái cảm giác ở bàn tay. Thì những cái triệu chứng này cần phải được bác sĩ thăm khám kỹ càng. Một số bệnh mãn tính khác, ví dụ như bệnh tiểu đường chẳng hạn, nếu như quý vị có bệnh tiểu đường thường thường là không kiểm soát, ví dụ như chỉ số đường huyết A1C là trên 10%, thì trong trường hợp đó đường nó làm tổn thương và làm hư hại dây thần kinh hoàn toàn. Trong trường hợp đó thì cái vùng tay, cánh tay cảm giác cũng có thể bị tê tê, bị yếu, và đôi khi chúng ta cứ nghĩ là tại vì thoái hóa cột sống cổ. Chẩn đoán hình ảnh thường thường là chụp hình MRI hoặc là chụp CT. Tại vì X-ray thì quý vị sẽ không có thấy nhiều và không thấy rõ. Thì MRI có thể giúp ích tìm ra việc chính xác cái chỗ nào mà chúng ta bị tổn thương. Tuy nhiên, có một điểm mà tôi hay dạy mấy bác sĩ nội trú và sinh viên y khoa là có khoảng 1 phần 3, có nghĩa là trong 3 người chúng ta bình thường không có triệu chứng gì, nhưng mà nếu mà tôi chụp hình MRI vùng cổ thì chúng ta thấy có những cái bất thường. Điều đó không có nghĩa rằng là khi mà bệnh nhân chụp hình mà hoàn toàn bình thường thì họ không có bị đau. Nói tóm lại là cái hình ảnh chúng ta thấy chụp trên cái này với triệu chứng lâm sàng nhiều khi nó không có giống nhau. Thành ra bác sĩ là phải biết khám lâm sàng là cái vùng nào bị tổn thương, rồi sau đó chụp hình MRI để hai bên nó hợp với nhau. Thì khi mà chúng ta lớn tuổi á, thì cái sự chênh lệch này lại càng nhiều hơn. Tôi nói ví dụ khi mà chúng ta 80 tuổi thì có 43% bệnh nhân là khi chụp hình mặc dù không có đau nhức, không có triệu chứng gì hết ở vùng cổ, nhưng mà họ vẫn có 43% chụp hình thấy cái cổ chúng ta bị thoái hóa hoặc là chúng ta bị gai cột sống mà chúng ta không có triệu chứng gì hết. Thành ra hình ảnh là quan trọng, nhưng mà phải kết hợp với khám lâm sàng mới chẩn đoán chính xác được cái bệnh thoái hóa cột sống cổ. Như vậy chữa trị là gì? Một trong những cái điểm cơ bản nhất của chữa trị thoái hóa cột sống cổ là chúng ta cần phải thay đổi cách sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta có những bệnh mãn tính, ví dụ như tiểu đường, cao huyết áp, hoặc là những cái bệnh lý khác ví dụ như bệnh tự miễn, đặc biệt là bệnh thấp khớp mà viêm khớp dạng thấp hay còn gọi là rheumatoid arthritis, quý vị cần phải chữa những cái bệnh này tối ưu, tại vì những cái bệnh này để lâu dài nó sẽ ảnh hưởng tới thoái hóa cột sống cổ và làm bệnh chúng ta tệ hơn nữa. Thì cách chữa trị thông dụng mà nhiều bác sĩ hay làm là kết hợp thuốc cộng với vật lý trị liệu. Đôi khi nếu mà bệnh nhân chỉ bị cái triệu chứng nhẹ thôi thì chúng ta có thể chỉ dùng vật lý trị liệu. Thuốc thì bao gồm thuốc kháng viêm liều cao, thuốc giãn cơ bắp hoặc là đôi khi thuốc steroid nếu mà cần thiết. Thì những thuốc giãn kháng viêm liều cao, tôi nói ở đây và tôi cũng list những cái danh sách này luôn. Đa số những thuốc này cần phải có to của bác sĩ, tại vì đây là những thuốc mà nếu mà uống nhiều nó có thể có những tác dụng phụ nguy hiểm. Ibuprofen, naproxen, Celebrex hay là steroid và những cái thuốc khác ví dụ như gabapentin hoặc là nirontin là những thuốc rất là cần thiết. Tại vì những thuốc này làm hạn chế cái sự viêm ở dây thần kinh và giúp cho những cái triệu chứng tê tê hoặc là đau thần kinh của chúng ta sẽ đỡ đi. Với nhiều bệnh nhân thì cái việc chích steroid vào cổ cũng là một cách giảm đau tạm thời cho bệnh. Tuy nhiên, uống thuốc và vật lý trị liệu thường là cái cách mà chúng tôi khuyên bệnh nhân làm nhiều hơn.
Tại vì chích steroid vùng cổ có rất là nhiều rủi ro. Như tôi nói lúc nãy là cái vùng cổ chúng ta là cái vùng có mật độ dây thần kinh rất là chằng chịt. Quý vị cứ tưởng tượng như là đây là giờ cao điểm trên đường cao tốc như vậy. Quý vị có rất là nhiều xe, có rất là nhiều giao lộ với nhau. Nếu mà quý vị đi lệch hoặc là chích vô sai một tí, nó có thể ảnh hưởng tới những vùng khác và có những cái tác dụng phụ chúng ta không muốn. Thường thường khi mà chích steroid ở vùng này là chúng ta dùng cái từ gọi là image guiding, có nghĩa là dùng hình ảnh, thường là dùng cái dạng như chụp X-ray để mà chúng ta tìm ra cái vị trí đốt sống cổ bị đau và chúng ta chích thẳng vào trong đó. Như vậy trị liệu là bắt đầu bằng những cái biện pháp cơ bản trước và tập vật lý trị liệu. Tôi có làm một cái video trên kênh YouTube của tôi hướng dẫn vật lý trị liệu. Quý vị chỉ cần search cái chữ bác sĩ Wintran cộng với đau cổ, quý vị sẽ thấy cái video đó. Một điểm quan trọng nữa là trong cái chữa trị là chúng ta phải thay đổi cách sống bằng cách cái tư thế ngồi. Nhiều quý vị làm những cái nghề mà chúng ta cần phải ngồi lâu năm, ví dụ như làm văn phòng hoặc là chúng ta làm nail, thì những cái nghề này bắt buộc chúng ta phải ngồi, mà đôi khi chúng ta phải khom lưng, chúng ta phải gán kéo lại, thậm chí cái tư thế ngồi của chúng ta như vậy theo nhiều tháng, theo nhiều năm, nó làm cái cột sống chúng ta dễ bị đau hơn và ảnh hưởng làm cho những cái vị trí dây thần kinh nó sẽ bị chèn ép lên. Một câu hỏi khác là khi nào chúng ta nên mổ trong trường hợp mà thoái hóa cột sống cổ. Thường thường trong thoái hóa cột sống cổ thì cái trường hợp mà chúng tôi khuyên mổ là những trường hợp có thể nói là khẩn cấp hoặc là cấp cứu, có nghĩa là nếu như không mổ thì tình trạng bệnh của bệnh nhân sẽ nặng hơn. Ví dụ như là chúng ta thấy tê liệt càng ngày càng nhiều hơn, hay là yếu một bên cánh tay hoặc là mất cảm giác, thì đây là những cái triệu chứng rất là nguy hiểm. Cơn đau không có kiểm soát được, hoặc là đôi khi chúng ta nghi ngờ có khối u, trên chụp hình MRI thì thấy có nghi ngờ khối u hoặc là có tiền sử về ung thư và chúng ta nghi ngờ là ung thư di căn tới cái vùng này. Thường đây là những cái triệu chứng nguy hiểm và chúng ta cần phải can thiệp liền. Đa số những cái dấu hiệu khác của bệnh thoái hóa đột sống cổ là chúng ta có thể chữa bằng những cái biện pháp không can thiệp hoặc là không cần phải mổ. Một điểm quan trọng khác mà tôi hay nói cho bệnh nhân là sau khi chữa xong hoặc là thấy đỡ hơn là quý vị cần phải tiếp tục tập thể dục và thay đổi cái chế độ ăn uống cũng như cách sống của mình để giữ cột sống cổ khỏe mạnh. Một cái điểm quan trọng là tại vì khi mà chúng ta tập xong rồi, chúng ta uống thuốc rồi, quý vị thấy đỡ hơn, quý vị quên mất, quý vị lại quay trở lại cuộc sống giống như lúc trước cái tư thế ngồi, và sau đó nó sẽ đau lại và thậm chí nó còn đau nhiều hơn. Tại vì nếu mà chúng ta không mổ thì cái khe hẹp của cái dây thần kinh đó, tôi nhắc lại, nó không có biến đi. Cái việc mà chúng ta uống thuốc hay tập vật lý trị liệu là để làm cho cơ thể chúng ta quen dần với cái việc mà cái khe nó bị hẹp, cũng giống như cái vùng đó nó không có viêm nữa mà thôi. Như vậy quý vị nên tiếp tục tập luyện thường thường xuyên những cái bài tập mà lúc trước mà chuyên viên vật lý trị liệu hoặc là bác sĩ đã hướng dẫn cho quý vị. Tóm lại, hy vọng là quý vị qua cái buổi nói chuyện này hiểu hơn về bệnh thoái hóa đốt sống cổ và hiểu rằng những cái triệu chứng tôi nói lúc đầu, ví dụ như đau cổ, đau vai, tê tê hai cánh tay một bên hoặc là yếu cánh tay, thường là những cái triệu chứng của bệnh này. Tôi có kèm theo ảnh minh họa mà tôi vẽ để quý vị hiểu hơn về cái cấu tạo của đốt sống cổ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống khỏe với bác sĩ Winton và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới. Cảm ơn quý vị.